Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Thế Vũ và hôm nay mình xin được chia sẻ với mọi người về phước cũng như là cách để chúng ta làm thật là nhiều phước. Thì như chúng ta đã biết thì khi mà chúng ta sinh ra đó thì tất cả mọi chúng ta đều có phước rồi. Và phước nó là một cái điều có thể giúp chúng ta có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Như người ta hay thường nói là có phước thì muốn gì cũng được đó các bạn. Đó, thì phước đó, nó có nhiều loại phước, phước về tiền bạc và vật chất, phước về sức khỏe, rồi phước về danh vọng hay là phước về trí tuệ vân vân đó. Thì khi mà chúng ta có phước thì chúng ta muốn gì cũng được hết, và làm sao để chúng ta có thể tạo ra được nhiều phước đó và không có được làm tổn phước. Các bạn làm tổn phước nghĩa là chúng ta bị mất phước đi, và mất phước đi thì cái cuộc sống chúng ta sẽ trở nên khó khăn hơn. Hay người ta thường hay nói là vì sao chúng ta hay gặp được nhiều cái may mắn đó, nhiều cái sự may mắn, thì thật ra cái sự may mắn nó được tạo ra từ phước đó. Sự may mắn nó không có ngẫu nhiên mà có nha bạn, sự may mắn nó được tạo ra từ phước. Mà phước, muốn có phước thì mình phải làm thật là nhiều phước thì mình mới có phước. Mà phước đó nó sẽ tạo cho mình những cái sự may mắn, những cái sự thuận lợi, cả về tiền bạc, về công danh, về sức khỏe hay là về tất cả mọi thứ đó, nó đều xoay quanh phước các bạn. Thì phước nó là gì? Phước á, phước nó là vô hình các bạn. Phước nó vô hình, chúng ta không có nhìn thấy được, mà nó hiện hữu rõ ràng nhất có thể là qua tiền bạc đó. Phước nó không để cho chúng ta thấy đó, nhưng nó luôn luôn tồn tại với lại là chúng ta qua nhiều đời, qua nhiều kiếp sống khác nhau đó. Và thì khi mà sinh ra đó các bạn, thì chúng ta đã có phước rồi, phước về được sinh ra làm con người nè, đúng không? Chứ nếu chúng ta kém phước hơn, chúng ta sẽ sinh ra là một cái giống loài nào đó, chẳng hạn như là chúng ta làm những cái loài động vật thấp hơn là loài người đó, được sinh ra làm người đã là một cái phước rất là lớn rồi nha các bạn. Không phải là ai muốn làm người cũng được đâu. Và ví dụ như chúng ta được sinh ra trong một gia đình là ok khá giả, giàu sang đi, và chúng ta lành lặn, chúng ta không có bệnh tật gì hết, là đã là một cái phước của chúng ta rồi đó các bạn. Đã là chân chân ta khỏe mạnh, lành lặn đàng hoàng và trí tuệ minh mẫn là đã có phước hơn so với những người mà không được như vậy nha các bạn. Đó rồi có thể là phước về sức khỏe nè, rồi sinh ra trong được một gia đình giàu có chứ không phải là nghèo nè, nó vẫn tốt hơn so với là cái việc sinh ra trong gia đình nghèo. Và sinh ra trong gia đình nghèo nó vẫn có phước hơn với một cái người mà sinh ra không hề có cha mẹ mà bị mồ côi từ nhỏ, và suốt cái cuộc đời của họ đến họ khi mà họ lớn lên không được cha mẹ chăm sóc nè, rồi phải trải qua khó khăn, không được ăn học đàng hoàng, không được vui chơi giải trí nó như người bình thường, thì cái người đó rất là kém phước. Và chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy rất là kém phước đó. Còn khi mà có phước rồi thì chúng ta cảm thấy rất là thuận lợi nha các bạn. Thì cái cách để chúng ta làm phước á thì đơn giản thôi, là chúng ta các bạn hay nghe nói là làm ơn làm phước đi, nói tức là làm phước là làm những cái điều tốt, làm những cái điều đem lại lợi ích cho mọi người nha, đem lại lợi ích cho mọi người, cho xã hội, đó, cho cộng đồng, cho đất nước. Những cái lợi ích đó nó mang những cái giá trị tốt đẹp mà con người đều hay hướng tới, chẳng hạn như là bố thí giúp đỡ về mặt tiền bạc cho người nghèo khó, hay là đi làm từ thiện cũng được, hay là phóng sanh là khi mà chúng ta, các bạn biết đó, phóng sanh thì chúng ta đang giải thoát cho một cái con vật nào nào đó, một cái chúng sanh nào đó khỏi cái sự mà nó sắp sửa bị mất đi cái mạng sống đó, ok, và cứu nó được một cái mạng thì chúng ta đã tạo được một cái phước. Hoặc là chúng ta bố thí cho người ta, chúng ta cho tiền, cho về mặt vật chất gì đó để người ta có thể sinh sống được tiếp, người ta có thể dùng cái số tiền đó người ta sống tiếp được, thì nó cũng tạo ra được một cái phước về tiền bạc, về vật chất cho bản thân đó. Và thật ra khi mà chúng ta làm phước như vậy á thì là chúng ta đang cho đi, làm phước là chúng ta đang cho đi những thứ chúng ta đang có đó. Chúng ta lấy phước chúng ta cho người ta thì bù lại thì chúng ta sẽ được được cái phước đó. Và như mình nói hồi nãy, phước nó là vô hình nha bạn, phước nó là vô hình. Khi mà chúng ta làm phước thì chúng ta sẽ không thấy, nhưng mà nó vẫn đang tích tụ, nó vẫn đang tích tụ vào cái kho phước mà chúng ta đang có đó. Và các bạn có biết không, rằng là khi mà sinh ra đó và đến hiện tại luôn, thì những cái gì chúng ta đang có là từ nhà cửa, tiền bạc hay là về diện mạo, về sắc đẹp, về sức khỏe gì đó mà chúng ta đang có, là nó là phước phước từ nhiều đời trước của chúng ta, từ đời trước hoặc là từ nhiều đời trước của chúng ta có được đó, nên nó mới tạo ra chúng ta ở hiện tại. Các bạn nên nhớ về cái ngoại hình đó, về cái ngoại hình đẹp hay là khỏe đó, nó cũng liên quan tới đến là phước. Thì người đẹp á, cái người có diện mạo đẹp á, là người có phước nha bạn, là người có phước về sắc đẹp, nó có phước về hình thể, về diện mạo nó, thì đó đó cũng là một dạng có phước.
Đó, mà các bạn thấy là khi chúng ta có phước về diện mạo và sắc đẹp thì đương nhiên người ta nhìn mình người ta sẽ thích, người ta cảm thấy rất là thích, đúng không? Đó, đó thì đó là phước về diện mạo. Đó, và phước về sức khỏe, khi có sức khỏe chúng ta làm được rất là nhiều việc. Rồi phước về vật chất, về tiền bạc, thì có tiền bạc thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ làm được rất là nhiều việc, đúng không? Rồi phước về trí tuệ, khi chúng ta thông minh thì chúng ta sẽ học hỏi rất là nhiều, mà mọi thứ chúng ta rất là dễ dàng thành công bằng cái mưu trí của mình, bằng cái tài trí của mình, và tài năng cũng vậy. Đó, cho nên là chúng ta hãy làm thật là nhiều phước, hãy đi giúp đỡ mọi người. Mà để giúp đỡ mọi người thì chúng ta phải xây dựng cái tình yêu thương của chúng ta. Đặc biệt là khi chúng ta làm phước đó, chúng ta làm phước thì trong cái việc chúng ta hành thiện, chúng ta làm được những cái việc thiện, nó cũng gieo, nó cũng từ từ các bạn, nó cũng từ từ nó gieo vào trong tâm của chúng ta những cái hạt giống tốt, và nó sẽ tạo dần thành một cái thói quen. Và nếu các bạn duy trì nó mỗi ngày từng giờ đó, các bạn làm phước thật nhiều thì nó sẽ tích vào một cái phước rất là chất đầy, chúng ta sẽ có thật là nhiều phước. Đó, có thật là nhiều phước thì nó sẽ lấn át đi những cái nghiệp xấu mà chúng ta đang mang trong kiếp này cũng như là những kiếp trước đó. Đó, cho nên là nó sẽ đỡ cho chúng ta rất là nhiều. Và khi mà chúng ta có nhiều phước thì các bạn sẽ thấy là cuộc đời chúng ta nó rất là thuận lợi, nó thuận lợi về nhiều thứ. Khi có phước nó sẽ có được sự may mắn, và sự may mắn nó sẽ giúp chúng ta được suôn sẻ trên con đường và chúng ta muốn gì cũng được. Các bạn có thể vươn lên được thành công hay đạt được ước mơ của các bạn khi mà các bạn có phước. Chắc chắn, mình tin chắc chắn một điều đó. Chỉ có điều là chúng ta phải kiên trì làm phước cho thật nhiều, hành thiện làm phước, giúp đỡ mọi người và yêu thương mọi người thật là nhiều. Và mình tin chắc chắn là các bạn sẽ có thật là nhiều phước, và sẽ thật là may mắn, và sẽ thành công trong cuộc sống. Đó, mình mong là các bạn hãy sống mà luôn luôn là một người có ích và giúp đỡ mọi người. Đừng có hưởng thụ nhiều quá. Các bạn nên nhớ, khi mà chúng ta hưởng thụ nhiều, chúng ta hưởng thụ những cái khoái cảm, những cái gì mà nó thiên về cho bản thân chúng ta, mà sung sướng về cho bản thân chúng ta, là chúng ta đang hưởng phước đó nha các bạn. Nên hãy cẩn thận trong việc hưởng phước, và hãy để dành phước cho những việc lớn hơn. Chúc bạn thành công. Bye bye.